Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã tích cực thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Các đợt kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn đẩy lùi xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo địa bàn, kiểm tra xử lý 100% hành vi vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định, bắt buộc cơ sở phải khắc phục những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động. Kiên quyết không để cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động. Thì để tăng cường đảm bảo thì mỗi nhân viên trong đây phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Thứ hai đó là thường xuyên được tập huấn phòng cháy chữa cháy về sử dụng như là bình xịt. Khi có sự cố cháy sẽ nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng lối thoát hiểm như thế nào. Các chủ cơ sở kinh doanh đều đồng tình với việc thường xuyên kiểm tra về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hoạt động không chỉ giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện luôn được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà còn giúp các cơ sở phát hiện những tồn tại thiếu sót để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Năm nay thì mình cũng có đã diễn tập về cái phòng cháy chữa cháy và huấn luyện về phòng cháy chữa cháy cho nhân viên. Mình có đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh đó thì những cái tháng mà chuẩn bị cho giáp Tết thì ở đây thì về phía của đội phòng cháy chữa cháy là và ban giám đốc cũng luôn ủng hộ và nâng cao tinh thần để đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khách lưu trú tại đây. Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thực hiện lồng ghép với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho người đứng đầu, người làm việc tại các cơ sở trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Vì vậy, vào thời điểm chuẩn bị hàng hóa, điều kiện cơ sở đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, phục vụ Tết như hiện nay, các cơ sở kinh doanh càng nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa điểm kinh doanh. Trong thời gian trong Tết và sau Tết này, thì đơn vị tăng cường thêm cái bộ phận lực lượng an ninh cũng như là các phương tiện để đảm bảo làm sao tối ưu nhất cho cái việc phòng chống cháy nổ tại đơn vị cũng như là đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến tham quan mua sắm. Lực lượng an ninh bảo vệ cũng như là cái phương án tại chỗ của mình luôn là trang bị theo cái quy định của Bộ Công an. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng cháy chữa cháy cũng như tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở, hộ kinh doanh tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, nên từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng. Cháy nổ luôn là mối hiểm họa và thường để lại hậu quả nặng nề về tính mạng con người và tài sản. Để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, đòi hỏi ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong cảnh giác, trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy cũng như cách xử lý kịp thời các tình huống để phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.